Rồi, xin chào anh chị. Hôm nay Chợ Tốt Tiền Giang đến đây giới thiệu đến cho anh chị một lô đất trong khu vực Phú Mỹ Hưng, phường 5, thị xã Gò Công. Khu vực này rất là đông đúc luôn nha anh chị. Bây giờ em quay ở đây xong, lát em quay về, em ra đường em quay khu vực Phú Mỹ Hưng này cho anh chị tham khảo và xem nha. Cái lô đất này là chủ kêu 1 tỷ 8, 50 triệu, thương lượng chính chủ nha anh chị. Rồi để em quay cái lô đất này cho anh chị xem nha. Đó, để em quay sơ cái lô đất cái rồi em nói diện tích và cái bề sâu vô bao nhiêu. Lô đất này á, là khu vực Phú Mỹ Hưng nha anh chị, phường 5. Lô đất này bề ngang là 7,3 m, bề dài là 23 m, có 70 m thổ cư. Giá bán là 1 tỷ 8 50 triệu. Rồi đây cái em quay sơ sơ cái lô đất cho anh chị coi, lô đất vuông vức rất là đẹp luôn á. Đây nè, làng xóm trong đây là em thấy rất là đẹp, sạch sẽ luôn. Đường, cái đường xe hơi vô là vi vu nha anh chị. Cái đường hình như là 4 mét. Để em tua gần cái đường lại cho anh chị coi. Đây cái đường nè anh chị. Đó, một chút xíu em đi ra khu Phú Mỹ Hưng em quay cho anh chị. Anh chị coi. Rồi em đi ra chỗ này em quay ra chỗ này có cái hẻm đi nữa nè. Hẻm đi đâu đó. Cái hẻm là đường lớn anh chị. Anh chị thấy chiếc xe hơi đậu ở trước không? Đó, xe hơi. Mình mới vô cái hẻm này lần đầu. Ở đây là ra khu chung cư Phú Mỹ Hưng á anh chị. Đây khu chung cư nè. Ở đây là nhà 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 lầu người ta mới cho cắt nha anh chị. Khu vực này rất rất là an ninh luôn nha anh chị. Đó. Em nhắc lại nha. Đất này là đất phường 5, thị xã Gò Công, khu Phú Mỹ Hưng, ngang 7,3 m, dài 23 m. Có 70 thổ cư nha anh chị, 1 tỷ 8 50 triệu thương lượng nha anh chị, thương lượng chính chủ nha. Rồi em quay sơ sơ đây là cái em chạy ra đường em quay sơ cái nữa cho anh chị coi nha. Bây giờ bắt đầu em ra đường nè. Chạy ra đường nha. Em quay vòng vòng khu phố, em chạy vòng vòng khu vực Phú Mỹ Hưng em giới thiệu cho anh chị nha. Đây là khu vực Phú Mỹ Hưng. Đường vào hình như 5 mét lận anh chị, 5 mét lận chứ không phải 4 mét. Rồi chạy ra đây là khu Phú Mỹ Hưng nè anh chị. Khu vực này toàn là nhà lầu với biệt thự ở nha anh chị. Rồi em chạy ra đây. Em chạy ra đây là khu vực này là khu vực cỡ tầm mấy chục mét nữa, 100 mét nữa là tới tới khu vực bờ kè anh chị. Chị thấy bờ kè phía trước không? Bờ kè người ta làm chưa xong anh chị. Anh chị nào có ưng lô này thì liên hệ ngay số điện thoại của em là 0939 774 735. Rồi đây khu vực Bà Kè, Phú Mỹ Hưng. Ở khu vực này là chạy tới chút xíu là chuyên về cà phê, quán nhậu, quán ăn nha anh chị. Đây. Bây giờ em quẹo vô cái công viên này cho anh chị coi nha. Từ chỗ lô đất đó đi tới công viên là tầm 100 mấy mét anh chị. Ở trong đây buổi chiều là đi người ta đi dạo công viên nhiều lắm. Đây công viên, người ta đang tập lái xe anh chị. Đó. Em chưa có đi hết anh chị, em chưa có đi hết cái khu Phú Mỹ Hưng này. Em chỉ đi sơ sơ vài đoạn đường thôi. Em giới thiệu sơ đến cho anh chị. Đó. Người ta đang cắt nhà. Chút xíu cái em chạy sơ sơ một vài vòng nữa.
chạy sơ sơ vài vòng nữa rồi cái quay vòng vòng rồi có cái gì là giới thiệu đến cho anh chị. Khu vực này là đất đô thị nha anh chị, khu Phú Mỹ Hưng ở thị xã Gò Công. Ở đây người ta chuẩn bị xây biệt thự nè anh chị. Rồi bây giờ chạy ra đây. Em lấy em hoành lại cái lô đất nãy nha. Rồi bây giờ em hoành lại lô đất. Hoành lại lô đất hồi nãy. À, cái lô đất đó là nằm trong khu vực Phú Mỹ Hưng. À, cái diện tích với cái này kia á, em có đọc hết rồi đó. Anh chị nào có cần thì có thích cái lô đất này thì cứ thương lượng ngay, liên hệ ngay em. Em sẽ liên hệ ngay chính chủ, tại chủ bận không có tiếp điện thoại của khách được. Khu vực này là cách thành phố Hồ Chí Minh là cỡ tầm 55 cây số. Khu vực này ra ngoài đường cái là ra trung tâm thị xã luôn á anh chị. Nè bây giờ em lại tới ngay chỗ cái đường quẹo vô lô đất. Rồi cái xong cái em chạy ra đường lớn cái cho anh chị coi nha. Đây là đường nãy đường quẹo vô lô đất nè anh chị. Đây đường vô lô đất nè. Ở đây có khách sạn nè anh chị, khách sạn Hoàng Kim. Đó. Ngay chỗ khách sạn đó anh chị. Rồi bây giờ em quay cái đường vô đất nha. Em zoom gần lại cho anh chị coi nha. Đó cái lô đất trước cửa đó anh chị. À, quên cái lô đất trước cái camera đó anh chị. Thấy không cái lô đất đó. Cái đường đi này là lộ giới là 5m anh chị, em thấy người ta xây hàng gạch rồi. Xây hàng gạch mé bên kìa, em thấy là bề ngang tới 5m lận á. Rồi bây giờ em chạy ra cái đường lớn cho anh chị coi nha. Rồi bây giờ em bắt đầu đi ra đường lớn nha. Khu đất đây là đường vô nhiều lắm anh chị. Rồi đây là lên trung tâm thị xã Gò Công. Ở đây là về bệnh viện đa khoa Gò Công. Rồi. Đây là về đa khoa bệnh viện đa khoa Gò Công nè anh chị. Cỡ tầm mấy trăm mét nữa tới bệnh viện đa khoa Gò Công rồi. Đó tới cái bảng phía trước á là tới bệnh viện đa khoa Gò Công á. Rồi thôi bây giờ đến đây em kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.